Tam bất tư bây dân chặt chị tiến ca để điệp chom ôi bây giờ chôn màu tu sân à đồng bây đào hạt pran phong release stress bây dân chặt nó không tiền là bị thòm mấy hà thà ru bật tiền hay bờ bờ rụp dược sức đầy sọc chìa rõm hay thà thòm mẹ tiền mình sử dụng để thuê ca chờ đào chẳng tới trong sắp đá từ đà phần mình để chống thế thật tình ấy cái mọ đà nít bây giờ mà tại bây giờ tiền cho mà nó không thô mình tự đo ná cơ viên mình hụt bị phần này thì chị chỉ mọ đạt cái phần năng ấy phần còn thà bạ để than lỗ còn nó mà nó sọc cập hiệp cái mới đào mà chúng mới dùng admin khơi thong plastic rồi có sầm ram đọp cái bông ấy cái chào này về mình men tha miền thùng sầm ram group đi cái lại thùng sầm ram yu miền mui bên đây đó là từ chưa tầm loạp bỏ chỉ chân cái tới ca bỏ sầm ram cứ chỉ đường cụ ấy yên khăm mà nó sọc nắng trong cái này mình làm năng đài ấy cả dương nâu nút dương ai hiền bỏ cái bài phơi cái bài ấy nói chung cả ở hiện bỏ nơi tì xa thì là nét vấn đề trình mò cào còng mò tam phơi cái bài thọ chia để khơi bảy bảy nói chung bỏ đài đầu mò ní lên hiện bỏ men mò bị bảy chập thì biết được không mà biết được chưa mình xong cua sao bỏ sầm rám đôi miên feeling mùi thay bây ớt cua ớt cua ai bây giờ cứ tam thố bỏ ăn sầm đài pi à nam mai nó cứ sập cục quá nâng hay không vì đấy chẳng đấy sầm a tì cái lại nhảy bị khọt cào láng mình sầm a tì cái lại trâu tô mùi bát đấy nâng sạt nâng khi nào ca chạy một lê thà dừng chụm cùi bắt tô khnien đó nè đầm bay phep sạt sọc dừng chúng ca dừng mở bồn mà đo mình ta tí xa thiên là thông thông ấy xong bây giờ tam vọt nó có xâm ram bình đẻ thì sẽ bị bọn thông bọn thông thông nâng nâng bọn tê xo đôi bọn tê xo lâu dương cầm toàn cửa tê xo thà mà nước viêm đông bảo vệ này là thà mà nước mình dồn bọt mình dồn bọn vẫn đôi giả thuộc bọn thông vọt này hai lần xâm ram nâng lộ hình dây chi ta chi nâng nè bọt nè trâm ta xâm ram ở đấy à chú bia 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 ca bình nông à nâng rất ai đã hay dân quy bắt đầu khnì vận tải dân ai tha công quả khát để cả ập rôm dân bàn bưng cả na group ông tam vọt nấu không thầm mà tây sơn á dân từ ta u sa động lực bên châu nè bên châu tích cùng với ta đường than su bị cùng phơi than su hôm nay nâng nâng cái ta đường chiết cái đó phơi chiết này ở linh đó sang plong ở lâu nữa cù về hết men men bây giờ chỉnh muốn để bây sang plong môn, chẳng bây giờ sang plong sạch bây giờ lên tới chất cầm nứt sẩn đan bao giờ nó về ra xa phết sạch này, bây giờ sang chất ngọc và đại san thị tới với cái loại nhà sọc ngọc này, này. Vừa tha sang thiệt cái đau nó không chết nó về mạch bàn tự chế, về mau bị cà xà chẳng ban là đường đường này sợ thờ phừng bẹ sai lơ cả na group ông chỉ biết xe nè tesla đưa con mình tesla chào thì ca nâng cái đó không khiêm cái nè chết thật kết tha dân sơ tầm biên tu nè ti rum chìm này không ca co sang và tê chiệt dân thằng oh nè ăn miên lực lên là nè đây chân dân mình nè nâng với chỉ cao sịch cả mùi nó không nâng bởi dân mình đang thật tới dân miền tầm lại phần nè tế ưu tế họ thả lâu dân mùi nó dân tinh cập lương và đám tục bà nhờ kì bạn đang thật ưu dân chừng rầy phần nè có phần tế đòi dân ọt vừa nâng dân bài thật phương phải giàu cho ai mùi bình cứ bật nè thả viên miền phải giàu nè dân mà nè đúng không hãy nè bài chẳng lái viên miền cao màu miền chỉ vượt bị bay khuôn bị bay nè ta mùi đôi tạc nè nè và hai tạc nè đúng không chứ việc cao trình phải dân mà nè nâng anh chẳng sẽ lành chết
ទី1ស្រឡាញ់ខ្លួនយើងទាំងហ្នឹងហ្នឹងគឺរៀបចំខ្លួនយើងដំបូងឡើយទាំងចិត្តគំនិតទាំងខ្លួនយើងទាំងជីវភាពរបស់យើងអត់ជាទម្ងន់របស់គេមួយទៀតដូចជាថាក្រៅពីការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចូលរួមអង្គគ្រូតិចថាយើងស្រឡាញ់អ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនយើងរាប់ទាំងបរិស្ថានហើយដើម្បីឲ្យបរិស្ថាននឹងបានល្អដោយនៃរៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងវាតោងពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងឲ្យយល់អំពីតម្លៃនៃបរិស្ថានឬក៏ធម្មជាតិដែលយើងរស់ពីព្រោះយើងរស់ជាមួយធម្មជាតិណាកាលណាបើយើងគិតគូរដល់ធម្មជាតិធម្មជាតិនឹងគិតគូរដល់យើងវិញទៅបីធម្មជាតិវាមិនមែនមានជាធម្មសញ្ញាអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចុះតែវាញ៉ាំងឲ្យមានការតំណាក់តំណងគ្នាពីព្រោះដែលយើងរស់នៅលើផែនដីអញ្ចឹងបរិស្ថានជុំវិញនេះគឺសំខាន់ណាស់ដូចនៅទីនេះក៏ផ្ញើសារតាមរយៈឃ្លីបផេកបងគ្រូនឹងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតហើយពិសេសប្រជាជនខ្មែរទូទៅមេត្តាចូលរួមគិតគូរដល់បរិស្ថានពីព្រោះយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកាលណាបើយើងបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានគ្រប់បែបយ៉ាងគឺវានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សសត្វនៅលើផែនដីនេះក៏ជាការបង្កទោសមួយដ៏ធំដែរសម្រាប់ដែលគឺថាសម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់សត្វដែលមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះផងដូច្នេះអ្វីណាដែលដូចទីនេះសូមចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតសួរអង្គគ្រូថាតាមពិតប្រទេសនេះមិនមែនជាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាទេហើយដែលយើងមើលទៅការរបៀបរស់នៅហាក់ដូចជាមនុស្សមានសន្តោសមានគោលធម៌អីនៅដាំចាប់នៅក្នុងចិត្តពិសេសគឺការស្រឡាញ់បរិស្ថានដូចជាមានមេត្តាធម៌ច្រើនឬក៏ថាមកអំពីកត្តាអីសំខាន់ដតីទៀតអង្គគ្រូមានអ្វីចែករំលែកទេនៅក្នុងតំបន់នេះកណាយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សយើងកើតមកដំបងມັນខុសពីទូរស័ព្ទដែលយើងទិញដំបងវាតតេចេះអត់មានអីណាឬក៏កុំព្យូទ័រដែលយើងទៅទៅទិញណាអត់តាន់មាន software អីអីទេគឺតើដាក់ឌីសដាក់អីទៅ install កម្មវិធីទៅបានប្រើបានហើយយើងមើលក្មេងស្រុកនេះយើងមិនមែននិយាយតែក្មេងអូស្ត្រាលីទេក្មេងមកពីអាស៊ីអីក៏ដោយកើតនៅនេះជនជាតិអីក៏ដោយនៅពេលដែលកើតមកតាមពិតអត់មានយកស្អីពីមុនមកទេទាំងអស់ហ្នឹងមកតែខ្លួនទេកណាយើងមកតែខ្លួនពេលកើតមកហ្នឹងហើយចិត្តវិញ្ញាណហ្នឹងវាសម្រាប់ដឹងមែនប៉ុន្តែវាសម្រាប់ស្រូបអាស្អីស្អីនៅជុំវិញវាហ្នឹងឯងកណាហ្នឹងអញ្ចឹងมันខុសពីសបកទូរស័ព្ទដែលយើងទិញដំបូងទេយើងត្រូវដាក់ស៊ីមដាក់ស៊ីម0ប្រហែលវា work អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងក្មេងស្រុកនេះវាមិនមែនកើតមកចេះច្បាប់ចេះត្រឡប់អីមិនទេវាតាមពិតវាឃើញប្រើអាយតនៈនេះឃើញអញ្ចឹងมันមានវីដេអូមួយគេចំណាមមើលក្មេងនោះដើរតាមមនុស្សធំស្ដោះទឹកមាត់ឆ្វេះវាស្ដោះដែរមនុស្សធំបោះកំប៉ុងចោលវាបោះដែរអញ្ចឹងនិយាយថាគាត់មកនោះមកតាមយើងតាមយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាងកាខ្ញុំណាចេះតែលឺយើងបតោសក្មេងឥឡូវដូចមិនសូវដឹងអីសោះមិនដឹងថាក្មេងមិនដឹងអីឬក៏ចាស់មិនដឹងអីយើងភាគច្រើនយើងអត់ដឹងតើទងអាទងវើរបស់យើងវាជាឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទៅក្មេងយើងអត់មើលអាជាឥទ្ធិពលអា influence ដែលជាទៅក្មេងហ្នឹងយើងអត់គិតទៅឧទាហរណ៍ថាយើងឥឡូវយើងផឹកស្រាចុះសុកយើងណាឥឡូវឃើញក្មេងมันចាំបាច់ឲ្យគ្នាផឹកឯងខណៈប្រើគ្នាឲ្យទៅទិញស្រាចុះឡើងអាហ្នឹងបនិស័យស្រឡាញ់ស្រានោះនឹងអាខ្លួនឯងផឹកពីក្មេងគេធ្លាប់ប្រើខ្ញុំកណាហ្នឹងឯងអ្នករត់ទិញស្រាចង់និយាយថាហ្នឹងឯងចង់និយាយថាគាត់មិនបានបង្រៀនយើងឲ្យផឹកស្រាទេកណាប៉ុន្តែយើងអ្នករត់ទៅទិញស្រាកណាអញ្ចឹងអានិស័យស្រឡាញ់ស្រាហ្នឹងមានតាំងពីនងម៉េចមានអត់ទៅណោតជូហើយកណាស្វឹងស្រាម្ដងស្វឹងស្រាទៅណោតជូម្ដងមុនបួនហ្នឹងហ្នឹងអើកាលចាំម្ដងស្វឹងទៅណោតជូហ្នឹង
bong thom như mình nè bong kê nè cất rìp cá rùi dai bằng cần thả cá nó khang bộ bốn hay đó mà cắt cho nó đây bằng tít nó khang dễ pu ở pu ấy xem ra rìp chom cắt cho nó đây nè pu cất phát ạt nó chu cha cha nè ấy cái nè quy mình nè sẽ vâng nó chu để vẫn được dương từ mà bạn bạn cũng à so so nó đã tóc ảm ảm chưa phật tóc hay à nắng mà ha khang á mà bê bê đã về miền từ của bạn lên ép em và em cái phật được ăn ấy nâng này đợt đã tới hay kim nát tàu bò tè tàu sài hay về sầm nắng ấy cô về score lớn bò ban tích tuần tới lụa lừa tè nó hay cá nắng dân tràn ta slap được xả lụa lừa tè hay đập về cô về đào khọp lâu còn lạp bố hay cái nát chết cô về sưu đấy hay đập về tàu đào sài về về tôn chẳng á mấy lần hòm mấy ấy ấy cô nó còn bàn vô tàu tròn này nè nếu mà tròn tròn bà tè thằng sân ấy việc đào tao nợ rồi cho tôi ngu tức hay lôi sáng đấy tức thầm nó chạy nó lung ngoáp á ngơ bọt húa chứ nè hay mà một đê đê cào mà tè nó cứ tạt đê cào mà tè đọc về ngơ láng đê nó khèo tè rồi thằng ngay lông ở cái đầu che hả thằng ngay thoáng nó ắt men cái đầu ấy để lụa xua là cả đá nè cho mình thả vì mình ấy ở cha sử vấn score rồi chết sử vấn ta nè kia tha lúc ai nhầm score là chết sử vấn thả score là ơi score lại ta về tình yêu mấy nè hãy sử ra sử vấn một đòn đây sử ra tăng bình nó không mê chân năng tích tiệt đây xa bị không mê nhờ thọp về cái đầu khốn tham cha cha nó cọt cua bùng bùng tia vô so so mà đạn mùi sao lại phật á phật ấy cứ lùm tứ nhẹ lắm xoang mỏ nè cái đầu khốn đã có cho này thôi đánh chồng nè cái đầu đã cái đầu hay đập về được chậm lại đấy nè ngài đập về bùng tia bên vô tà so đấy nè thôi thì chẹn nó nè ngài thôi cầm đáo nè ngài đã hay đập phối bệnh nhục chụp nhẹ lắm thì chẹn sẹp khăng chẳng đấy, tâm lưu mà đòn này, này nâng ta mà dỗi bực không mấy đã tập buông mùi tới đã còn này, hay và chàng tích đã pì từ và nâng về ai bạc bò pa na thì bạc đấy mà còn là dây bò đấy, đập bây dương mẹ, à rồi mũi thầy dương chết phật, phù dương thọ phật cả nâng á, miền bòn mà nẹt nó chìm một bồi chuyển chuyển Việt Nam về cọt vô sa mà cầm xíu của bà nè tự ơi mà đai cốt lụa nâu chật vọt hãy đa bị bà đòi phùm tớ nó chua cái nét đa lâu mùi khả nè hãy có thể hãy chết phật xá đây tất thêm chảy chân phật xá mờ chân đạm á mà dù là cầm rô cầm xíu nó phật đạm cực của bạn dụ mán cái này dụ bà hát đọc cho nám chá tam mơ chân mạnh thật mày lâu buồn đọc nám chết phật nâng à chân cho bà rốt tinh ra tăng việc mấy chẳng mấy nhưng nè việc thua bên dưới nó chưa ta sẽ bao nè việc thua á nè ngay ót tầm giang á đem toàn thua vô lên á nè cái đầu vì đang đang bắt đầu thầm tả chất khổ chết thua lắm á nè ngay cả nó lơ phan đây năng tới miền cả nơi nè nè ngay nô nè sorry đập về hay vì dập ta kê bà châu tiết á đó kê bà châu tới đã mà cực chân tới cái thằng tiệt mờ đã máu tiệt mờ đã máu tiệt mờ đã máu mà có xíu chết đó đào tật đào mục tẹt ném mây đang có hò mà đào đào lên như ruồi tật đào nắng đào tật nào ở ruồi nhôm sợi chập nhân thì chịu tôi cọc cho là cả nắng này chân man tha nhôm sợi lưỡi đăng này nè nhôm sợi đắng nhôm sợi chấm chắc mà thấy đứa bị ắt bị do ấy sao chắc mà từng dùng bơ bò miền dùng mấy nhà khởi pol sra ấy chiết ấy chiết methanol nó không sra nâng ngày thì đạn không sra nó nằm bay ở khăng nâng ngày mấy slap đập bay nè slap đập bay nè hay nấu chư mán chiên mà rồi nè pi rồi nè total mà rồi bảy sập mà rồi bảy sập nâng ngày vì miền ấy chấm rán rất là vì nè thằng ăn cho năm nay nó nấu nấu nâng ngày châu rôm lệ tục nè slap nè cuồng chư phần cần than nè đầm toàn chư đầm toàn bốn bị giặt luôn
Bố thamát đang khi mà đang rương đang dưu ấy sra để nằm vào phía Việt Nam bong mà nè để còn nè vô sra trên châu lắm à sra để cái phần lất bờ bờ sra phần lất sốt khi mà thọ phần lất sra tiệt thọ thọ bật sra bật sra nơi chỉ môi ông cà tơ riên nơi nụ xe lại nắng phần lất sra bị thọ mà chết sra bị thọ mà chết bị co dương thọ mà đá nữa hay với chân ở tràn thế sợ tọt 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 dừng cho hơi á năng làm nghề ban này hay sáng năng lần yên có ôm mà tuần đại phật cái cả năng vấn đề đào ra sáng đại dương kỳ vô mùa lũ ở tràn tràn cái ta bật men tên phải lật men tên chú các mà bật đóng phần kỳ lý tới ban pi bay bật đóng nè đặt lý tới việt sao bắn đặt chân kỳ vô ở chân thu dương năng vô tới chân lũ à mê tần nó là ông trin năng hay vô tới hai tháng ngày đó hà thứ ngày ban kinh mới chịu lụa mà bật tới đầm bay ở bên khang sẽ chết pol anh đang lưu vú lưu chiêng mà phê cho nam hôm nay môn bố môn bố hầm lọp tới tình sra ở cái phật gần đấy anh đang dây môn bố á được nè đấy guru cái prà tới tính cả bật sra nó tới bong pol này hay cái thôi chẳng hay nè hộp nó đăng nè hộp nó đăng mà nè đăng ấy hay nè lụa nó tha bờ mình nè đã ông trin methanol nâng thế vì ở toàn sập hiệp ca nẹp phật của nẹp phật nâng bị chán ai phật nâng bên tha miền bị thi mong cô ca ấy nâng cứ tha phật mà chỉ hiên phum phật tổng ọc nề mà phật mà toàn áp nâng đời chướng thử phật lật môn nâng thấy đầm bây ở toàn sập hiệp ca cái lia chẳng ai hả sra mẹn tên nâng cứ đã trâm ta mà cái đồng mà phê lết hay lê thai mà phải chứ xàm sắp tới học xâm lịch ấy thiệt đã triệt mê ta nó lưng tới hay nẹ phát nóng phần tay đạn cả nóng về mình đôi thật còn phải giặt đài còn phần tay có bình nôm ôi mình nẹ hộp nóng sơ văng đài sơ văng lượn đài để xa triệt mê ta nó lưng về phơ ôi mình nụ nâng phát mạt đấy hay vừa kháng nà vì vậy thật sơ văng tới mặt đó chẳng ai bàn dừng phê chả nó thả rộng dương ở rộng hari thảm tam bất chủ ngư thảm nâng bớt sân dương thòm khuôn bán với ai ở dụ về nè khi ông ngân na tham án có miền bảy hà thảm này khi ông ná về thảm thay thảm thay thảm thay thảm thay miền này thảm miền bảy hà thảo ca lối nâng nâng thảm thay bạn thấy khi mà chụp được tớ thì về ai ở ruộng du bàn đài bởi dương kịch sra mùi phật hời sra nó bị chôm khăng bên tên này bệt thả nữa dương mơ sập nhựt nhựt sạt cằn sạt ấy nó bột làm nó bị sạt bánh hà sra vua ông lấy hạt liver làm giờ nó liver bây giờ phải làm máu thay về và đạp thời ruộng nâng nâng hay về miền tu nết ti cầm chặt chiết bồi hay để dùng phật tử về sự vật nước máu pia nâng về tu sinh đom thảm nâng ấy cái này nâng về lắng chiết bồi nâng về chọp nâng nâng trong bàn thờ ở gần thảm nâng độc bản tham thảm dễ và thầm chiết bảo thảm máu về khá miền bản nhà tịch tu là cà phê ruộng ấy xem xét thảm nâng cái ai cắt chảo bàn cắt bẹ cắt đa rồi còn mà chả hiền nó hết đốt màu vịnh bẹt cái miền nam đốt màu vịnh vấn đề nơi sốc mai dưới bị chôm nâng chừng ngư thảm chả ăn nông phẩm ăn đập chả nằm trong cày nâng cứ bị bọt khăng mình tên miền nẹt sập nông sọc phum nhom này nâng chả ăn nơi xa chừng ngư xây xây phai phai hái chập là hà tiệt nẹt trừ nâng cứ mình miền mình chụp bài chụp bài thì hay chỉ tu tới ở lời nấy dân mơ tới nông sừng cung mùi là tội nấy bộ bình từ đầu trường sơ văn cục bạc vàng nấy dân mình đăng tha trời bắt đầu nẹp phát cái của bắt đầu nẹp lộ thế nè nâng cua tại bây giờ nào đó khỉ nâu sọc nấy không mình là tự tình sẽ bàn ớt lai sân ớt tự tình bàn này nè đó group ở dụ bàn miền sự tình màn dụ màn ở dụ đó chưa phẩm án đến đọc một bài em đang nâng hãy đó miền lai sân điện ớt miền lai sân nâng
đã chăng chăng việc cắt bật thoi mũi thưa ao già à rom khmer gì mũi nâng kêu sờ vắng nâng việc ở tan miền à rom ấy đòi dường nú bột mà đái nó phật đề nâu nâng tới à xóa là cố thì phật lên nhá chăng chăng bạn chăng bạn ngày muốn khơi khmer à dụp mũi cho năm pi nè phật đề đề mà phục mũi cho năm hay mà cầm tiến là dụng phần bảy cho năm đạo mà vung khnề pe cái ốc cao cho ta dân đang đâm pu dân đang ở tu chỉ rằng mất chứ nữa dân đang ở cái này nó pu dân đang về tới chỉ rằng mất đang ở cái này này những cái dân thái bà tây nấy chứ bà tây thái có kịp phật đấy bằng thành thà khâu hà dụ từ tây nhật bản đại hay là dây bị cà xài để đặt sạ đặt bài đại dân mơ màu nấy miền khinh cái đặt sạ đấy sạ bà đây ở đặt tam tì sa thiền nạ kia ở đạ thế anh đang coi chi riêng ca chùm rôn môi đạ phạ xì nhà nâng sọc ní xây có cái cực đó ca ọp rùm đạ xung bè ta tọc ta khmê kì lên bì kà đau nâng chma rồi có xây nâng kì ơi khmê nhìn chè mơ phương hiu phương khó hôm khmê nhìn chè chè bạp chà ra cho tăng bì khmê bì bì tui nâng nâu lơ lan mới có ớt đá tôi riêng bác bò nà thế lâu nà thấu chụp lâu nà thấu bọt gọt phép mai gọt hốt đăng mỏ ngày muốn ngày nhôm xây nhầm nà màu nâng ôn nhầm nà cái chụp chạ sàng nhầm nà bông chọt tu sạp chè đâu có bông chọt chắn em mà đáy cái cho tôi phê lối á bị bí nâng cái nó bị cào cái môn nâng bạp dưỡng cái hào sân cái hào lục búc mơ ôn mơ cái ôi cái lệch mơ kê sân đập bê mơ kê kê cho ôl tục lạ ọt tên á, ọt chọc tu sạp tên á, bê chạ sẵn á nâng ọt chọc tu sạp, ọt miên phlương, ọt miên tu sạp bà lì chấm á là dừng mơ mới cái đặt lạ ấy cái đó cơ kết bị education này cơ mình gần là khơi sinh nhà ấy đằng thấu ở nơi cây bờ điền mạnh nơi cây bờ điền mạnh chắc tôi mà vẫn là sinh nhà để kịp sai vấn đề chỉ cầm đấy mình thấy tôi là miền và song dương miền ca to su mà tệ từ lời đường nặng nề lòng tự thay nắng hay tam bất mình từ mình cua từ đặt rồi chia xa thiên nạn thì dương lộ và lộ tây miền cho bà miền ấy chẳng hạn dương vị cha nào đó nên thành ấy chia và chia cầm chấm nuôi cơ bắp tê sợi đấy là vì miền tiệp sàn chẳng có vấn tai vì cơ thân nặng từ lơ dụ vị chôn khăm ai còn chào dương này để dương lịch năm khné kết bị chấm này này bà để than tại tông từ nằng cả ập rum sa thiền nặng ca bằng hai những cứ đặt tăng nước chỉ ca quan tro môi thống à và chỉ bảo mình từ bàn riệp trăm cả lại nâng thế cứ mà khi nên nâng bạc chỉ bảo ơi ca sập sai cường số vận nâng vì từ lùng từ lì tu tử hay mình đục ná có miền sệt phật bản này hay cả nam miền cột thân ấy ấy việc ha từ lơ thạ bị ca chiết khám cột cùng chiêm ấy cứ thay trở ra cho cả năm pi cương sở văn nâng bật tên ha có miền đại có vấn đề tịch nâng trở ra nó khơi nở sọc mai nhớ cả lần cũng học mình tên anh chẳng tới coi cho bắp chơi tới chân tới vấn đề dương mình bán kết pi đường public sign vậy tới dương nư đồng bọn ấy dương mới khơi tha quen pleasure ôi tới chơi hà sơn lề tôi đó cách chung phlâu mới miền phlâu miền chmua phlâu prab tha nih tuh nih anh nih tuh nih hay mên tên nó ñam na chong nhai đai tụi srok jeung a jeung bạch bạ tốh khnia tê pân na bơ cua miền ưu tia ho tha phsa muay na jeung chi lan tam bđ đoi phlâu cua đạ tha nưng phsa ai kê cua tha đạ ới skol na đạ chung na đạ mơ na chênh chô a tụi khát pô sát nưng 2 3 chnam nô ta chnam ọt ban chúng chỉ nói ban thành đăng cái lệnh sấy, khi nó đăng thà chung chung, chúng ta mình đăng thà sấy. Đăng thà sá, mình đăng sá. Này, chừng năm tôm rom tập ba nó vua, hay chừng năm nó chừng năm ăn bên chung mua thế, chừng năm cần, dân chừng năm xu kê chúng ta. Và sân chỉ miền bạch thống ấy, miền plateau, mùi thảo anh đi sá bùng rô, anh đi sá
ស្អីភូមិអីអូខេហ្នឹងហើយមែនតើដូចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅស្រុកមួយពីស្រុកមួយទៅខេត្តមួយទៅខេត្តមួយហ្នឹងពិបាកមែនគេស្គាល់ថាឥឡូវដល់ណាហើយរោនឹកផ្លាកអញ្ចឹងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងរត់ឃើញខ្ញុំណានឹកឃើញតែដល់សាលាឃុំມັນឃើញហ្នឹងហើយណាខ្ញុំណាឲ្យតាមផ្លូវទៅប៉ុននេះណាខ្ញុំទេសួរថាដល់ណាហើយដល់កន្លែងមានមេកូច្រើនដល់ណាហើយនេះដល់កន្លែងនៅក្រោយឡានបាសនេះវារស់អាសញ្ញាស្អីវាមិនកើតណាវាមិនដឹងតាការប៉ិនបើសិនបន្ថែមអាហ្នឹងដូចថាមិនចាំបាច់រដ្ឋាភិបាលឲ្យចេញពីលើទេលោកមេឃុំឃុំសកាត់ហ្នឹងវាយស្រុកអីហ្នឹងគាត់រៀបចំទៅណាគុំចាំតែអនុសាសន៍ពេកស្អីស្អីអនុសាសន៍អត់ធ្វើហ្នឹងវាអត់មានចិត្តធ្វើខ្លះទៅក្តារមកផ្ទះណាមានអស់អីផ្លាកហ្នឹងសេតែសាលារៀនឯអសរខ្មែរយើងត្រូវហ្នឹងហើយដាក់តន្តិចទៅច្រកចូលផ្លូវនេះគឺច្រកចូលទៅណាអីចឹងទៅវាមានអាផ្លូវមួយចូលទៅណាដាក់សញ្ញាព្រួញទៅអានេះចូលទៅណានេះចូលទៅណាចឹងយើងវាស្រួលចំណាំហ្នឹងហើយបើយើងដាក់ឲ្យវាមានបរទេសស្គាល់អីផងយើងដាក់ខ្មែរលើទៅអង់គ្លេសក្រោមអីចឹងទៅប៉ិនសុំឲ្យបានខ្មែរយើងនៅលើទៅណាសរជាតិខ្មែរយើងគិតទៅលើហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយណាវាល្អឃើញអញ្ចឹងដែរវាមិនមែនស្រុកនេះវាល្អឥតខ្ចោះទេរឿងខ្លះក៏វានៅតែបញ្ហាមនុស្សពាក្យថាមនុស្សវានៅតែមានបញ្ហាប៉ិនយើងព្យាយាមអារឿងធំឲ្យមកជារឿងតូចហ្នឹងហើយជួយគ្នាហ្នឹងហើយជួយគ្នាសំខាន់យើងជួយគ្នាគ្រប់ជ្រុងមែនន័យថានៅពេលដែលយើងឃើញជ្រុងណាខ្វះខាតអញ្ចឹងបានជាក្រមរក្សាឃុំមន្ត្រីមូលដ្ឋានហ្នឹងសំខាន់ណាគេឲ្យចាក់ខោមានចាក់ខោវិស័យខ្ពស់គឺមានទស្សនៈគិតគូរវែងឆ្ងាយមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើទៅដើម្បីណាត់យើងពី3ឆ្នាំហើយសុំទោសដល់លោកមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អញ្ចឹងទៅព្រោះរឿងនេះវាមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនដោយសារយើងក្នុងមូលដ្ឋានវាមានការគ្រប់គ្រងទៅតាមថាបានស្រុកឃុំសង្កាត់ភូមិអីចឹងទៅហើយដែលយើងពេលខ្លះការងារទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនចំណាត់ការស្នាក់ខែទេវាចំណាត់ការមូលដ្ឋានពីព្រោះវានៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់យើងគាត់ថាយើងខ្វះការគិតគូរសហការគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យកង្វះខាតហ្នឹងកើតឡើងដដែលជន់គ្នារាល់តែឆ្នាំរាល់តែ4 10ឆ្នាំក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងនៅហើយការវិវត្តទៅការចម្រើនទៅម្យ៉ាងយើងវាខ្វះការជំរុញជួយជ្រោមជ្រែងអញ្ចឹងទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមលើទំនើបមានប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអីគេធ្វើអី print ផ្លាកអីស្អាតស្អាតណាគួរដែរនៅកុំឲ្យចាញ់ផ្លាកសាញស្រាបៀណាណាឬមួយទៀតដែលខ្ញុំមិនដឹងផ្នែកធ្វើការភាកច្រើនអត់មានបន្ទុកឯកសារណាមុននឹងខ្ញុំម្នាក់មកខ្ញុំណាធ្លាប់ធ្វើការនៅមិនធ្វើការនៅនឹងប៉ុន្តែគាត់ថាធ្លាប់សហការដូចជានៅស្រួងធម្មការណានៅពេលដែលដូររដ្ឋមន្ត្រីមួយដូចអ្នកមកថ្មីធ្វើការថ្មីទាំងអស់ដូចថាវាអត់មានអីសល់ពីមុនណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចរាប់ឆ្នាំបានថាអូយើងចាប់កសាងតាំងពីឆ្នាំណាមកកើតទេគាត់ថាអញ្ចឹងណាមិនអាចទេពីព្រោះអីនៅពេលដែលឡើងមកថ្មីគឺតតេចេះចាប់សារឡើងវិញទាំងអស់អត់មាន record វាអត់មានណាដល់អញ្ចឹងឡើងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់នោះដូចទៅចាប់ដើមសារថ្មីអញ្ចឹងយើងរាប់ថាហេយើងបែកពីពលពាត់មក30ឆ្នាំ40ឆ្នាំហើយនិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាអត់ត្រូវទេតែគាត់ឡើងមកនេះគឺថ្មីទាំងអស់ថ្មីទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺទឹមចាប់ដើមទេអត់មានទេអត់មានទេមុនយកទៅអស់ឬក៏អត់មានឬក៏វាអត់មានអាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនឹងត្រឹមត្រូវណាហ្នឹងជាបញ្ហាហើយធ្វើអីចាំតែអនុសាសន៍ហ្នឹងអាគិតថាមិនរីចម្រើនទេយកទឹកចិត្តយើងធ្វើទៅដូចចេញពីខ្លួនយើងម្នាក់ទៅបើយើងដឹងថាច្រកមួយវាទៅមិនកើតទេយើងរកច្រកផ្សេងទៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវទៅដើរលេងមុខវាំងគ្រប់គ្នាគេចោលសម្រាមយើងម្នាក់ឯងជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឯងយើងកុំចោលទៅណាម្នាក់យើងហ្នឹងគណាមិនសមបនខ្លួនឯងដឹងថាអាចោលនេះវាពង្រាយបើគិតពីអកុសលវិញវាជាអកុសលហើយណាវាធ្វើឲ្យមិនស្អាតធ្វើកន្លែងដែលគេគួរតែជាទីសប្បាយឲ្យគេលេងសប្បាយមើលឃើញសម្រាមលេងសប្បាយបាត់ហើយដល់ពេលយើងអត់ចោលម្នាក់ឯងហ្នឹងយើងកុំឲ្យគេស្រូបយើងនិយាយរួមថាគេចោលគ្រប់គ្នាហើយណាកុំធ្វើ
cầm thưa chi mà nước để ớt chê miền lùm nâng luôn ấy nhé tam kế tam từ cái lạnh lõ ba này cái lạnh cái lõ tam từ bên này bờ dương sắc xa thà bờ vì ớt lõ tam thử ấy cái này dương thưa ở tôi chiều form luôn ấy mùi được lý giải long có thế nó be yourself express yourself cái này nè ngay bờ nè mình bệnh chạy bị luôn ấy xua thân là nè để ao tầm lại nè cái này à bây giờ khi nào khơi cái tôi chờ nó vẫn thưa tam cái vì ấp miếng khuôn ấy được cầm muốn thầu thằng ấy bắt đầu lên miền nằm plan đập với cái đào tịnh máu ở lề khuôn này trận thao nâng rập tập ba nâng đại lên vậy tới public opinion dương vậy chia là cái nào đây sang ngày nấy anh miền bắc thiên nằm bắt ấy cái bị bà để than nên đành vậy tới bị trôn được không được nâng nó khơi chân nói mùi lò đã trong chạy làm lệ từ đó là lúc nè mơ lần nè sắp tha nếu bế đại dương riêng trong cái lại càng người vọt ở ràm cái đây tha ban thuộc cái càng người tội thông cái đây nó cứ ở miền lục biệt ca đã xa ai cả xa rõ tà bà cứ thật xâm khăn á ai cả xa rõ tà bà nâng đầm bây ôi nè cái đói nâng đăng thả nè muốn nâng thuộc bàn ấy chẳng cái lại đại miền hai mình chỉ bà nhà thế dương mình thêm ca dụ chất tục đã tiết ai cái lái đây mình toàn miền nó cứ khinh phệ tràn vì xét tam vọt ở ràm nó nhưng mà đặt phan thua ca nâu đi ấy có khinh sọc khăn nó tụ bay chỉ sát lo mình lo ấy buồn đọc cho năm coi mau ha sập cho năm coi mau rừng ấy có đâu khơi nè nè rừng nông mối đôi bọn cừu lực đào mảnh tha vì tao ông thừa lời ca điệp trầm nâng cầm nịch ai bị sát dương bao giờ từ liệt tha nơi bề đại dương vừa chỉ trao anh đi ca được cổ bát thiên cầm đặc nằm này tha bàn ấy nà mùi nắng dương tam kết tha từ miền ấy chỉ sầm qua tha dương bàn vừa ấy kha nè chỉ non cào ấy đó nè hay chấm nói lọ mùi tiền đó nơi bề đại dương chập đàm vừa chập đàm kết vì nạt dương tới nè cái rồi mau tiết cái nâng thơ ở lò chiên dương cái chi dương thơ ở lò chiên dương là anh chẳng bàn gì dương khởi thà cầm đất luôn nè tay từ miền ca chân này bật đất khóc lại bị khỉ chẳng loa ca đại dương đặc nón coi dương thơ vây muối ở về bậc cấp chỉ ca bằng hai thà nấy chi chân này đây bỏ dương nè cái rồi mau cái khởi cái nâng prang prang vô cầm ru tam chẳng phơ phiệp chưa cầm rú tiếng bạ để than tiếng ca rú nơ tiếng ti cái lạnh càng nghĩa mình tên tới vì ở chăng ai vì mình ở dương thì hay bây giờ suy diễn phơ vì ở chăng ai cứ dương mình ai rô phiệp thì chấm ran khởi thì cái này nếu cứ chỉ cầm nhận mỗi nên à dương vừa màu hàng đào bình thà cà phê xong một bạn để say mình ở dương để với cả màu nâng vì ở miền dù ấy máu về mình nước đài miền này say chia bọc bột nó nghe vậy tại mình nước miền này say chia sao vậy chả ăn mình nước miền này say chỉ nhận đặc nhóm có tịch đài chẳng tụ bay và tem ham này ấy cả đói thiên này vào đây miền là muối thiên rót cả miền là muối này chẳng hiệp chỉ nhận tam nó chả ăn chỉ mới được comment rộng đấy hả đời xa rừng xa lạ xảy nhà nâng có đói nhưng mà ta bị miên ơn tiêu bố khăn ơn tiêu bố khăn sao nó có phát đại xa ra vấn đề chúng ta được hơi được nơi ẩm rích rốt khá cái miên bê lụ xa ra cái miên bê lụ cái lụ bê thế ngay mong giúp bằng cái lụ vô cái cất tha bờ ơi mà nước phật pi bờ lâm tới cái khát càng gì rồi giờ vắng thôi say cả chẳng lụa về thế ngay khó sẽ bạp rót khác thì trình sẽ bạp chẳng móng á chẳng đom giúp á bàn lụa chẳng thôi ca hơi đập về phật hay ngồi đấy đây vậy ở bên tôi chua mùi pina đây em bờ phật về thế ngay viêm toàn đấy đã chua kề mà giang đấy cái cất đấy cái ơi phật bàn tay miên cầm rạch nó không cầm rận mũi đại ai cho tôi vô bán kia mình bắt sạch sợi phèp tề phật phật tới bên đầm miền pè ai dân đó ở miền pè miền về lép phật về bướng miệng đỏ mề đại lư nẹt đỏ mề
អានឹងផឹកព្រឹកព្រឹកក៏ថ្ងៃនោះនោះហ្នឹងហើយវាដោះមេដោះមេទៅថ្ងៃណាមិនបានដាក់មកតយមកតិនហ្នឹងគេថាវាមេហ្នឹងវាត្រូវការនៅស្រុកខ្ញុំណាមានញោមលោកនិយាយដើមញោមលោកលោកកូនទៅហ្នឹងថាចេះយកគោមកធ្វើស្អីហ្នឹងគោឃើញលោកថាគោគុំមកចូលផ្ទះយើងវើយនឹងមេវាមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គាត់អត់ស្គាល់លោកកូនគាត់ផងហើយដល់ពេលមុនលោកទៅទេសនាខ្ញុំកណ្ដាកណ្ដឹងទៅទេសនាលោកកូនរបស់គាត់គាត់អត់គោរពទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំកណ្ដាហ្នឹងតកូលហ្នឹងពុកកណ្ដាអីគាត់មានឥទ្ធិពលក្នុងភូមិហើយយើងទៅម្ដងមកកាលគេគ្រប់រាប់អានអីប្រស្រ័យតនៈតនងពីតកូលមកទៅជួបគាត់គាត់ slot មែនតើគាត់ slot ជាងដែលគាត់ជួបលោកកូនរបស់គាត់ឬក៏គូសាប្រពន្ធកូនគាត់គាត់លើកដៃសំពះថ្វាយបង្គំនិគុណឯកណានិកនិគុណឯងទៅណាបាត់ចោលស្រុកចោលភូមិអញ្ចឹងណាហើយហើយសួរសុខទុក្ខអីសនេះសណាលអីមួយយើងគួរសមមែនតើណាប៉ុន្តែខ្លួនហ្នឹងតន់បើកភ្នែកស្អែកគាត់ហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ក្រៅពីសនេះសណាលហ្នឹងគាត់ថាសុំមកតយមកគាត់សុំមកតយអញ្ចឹងណាហើយយើងវាដឹងថាគាត់នឹងត្រូវការហើយរោវិធីមិនដើម្បីនិយាយគាត់ឲ្យកុំឲ្យអស់ប្រាក់ទៅទៀតណាគាត់ថាមើលឥឡូវគួយស្ដាប់ធัวចប់សិនទៅហើយចាំគិតទៀតហើយគាត់នឹងទុនដែរហើយទុនតែអញ្ចឹងគាត់នឹងប្រាប់គាត់បានខ្លះហើយក៏គិតថារឿងនឹងមកអំពីការបរិភពនឹងព្រឹកថ្ងៃល្ងាចមេនឹងវាដុសក្នុងខ្លួនគាត់ហើយអត់ឡើងបានហើយយាមទាំង3ហ្នឹងវាទៅណាវាទៅទាំង3កាលសម័យហ្នឹងហើយយើងសុំគាត់ថាងបងគូតែមិនថយខ្លះទៅមិនគូបរិភពច្រើនវិញលោកប្អូនហើយតិចបន្តូចទេមកហ្នឹងទៅអស់ពីលឹបប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគិតមើលពីព្រលឹមមកឬក៏មិនដឹងពីស្មោះណាថ្ងៃហ្នឹងហើយល្ងាចម៉ោង3យើងមិនទេសនាសូមមន់ចប់ហើយគាត់ថាទៅអស់ពីលឹបភ្នែកគាត់លឹបបាត់ទៅហើយហើយយើងនិយាយគាត់ស្ដាប់អញ្ចឹងស្ដាប់គាត់ថាវាមិនអាចជួយអីគាត់បានទេគាត់ណាសុំបិណ្ឌបាតគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់នៅស្ដាប់បើលោកកូនគាត់ហ្នឹងថាកុំមកចិត្តអញហ្នឹងទៅកុំផ្អើលគោអញហើយលោកមិនដឹងនិយាយថាម៉េចហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចហើយទៅទេកណ្ដាស្រុកនេះរឿងនឹងវារឿងអតិពលនៃគ្រឿងសង្វឹងហើយយើងនិយាយមកដូចជាប្រធានបទមួយដែលញាតិញោមបងប្អូនក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យស្រុកភូមិយើងនឹងមានសុវត្ថិភាពហើយឲ្យជៀសផុតពីគ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងញៀនហើយពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺគ្រប់បុណ្យទានហ្នឹងក៏ឲ្យទៅជាពិធីបន្ទានដោយគ្រឿងសង្វឹងនឹងទៅច្រើនពីព្រោះយើងផ្លែកពីរឿងការឲ្យទៅជួបជុំមិនផឹកអត់ន័យហ្មងឥឡូវហ្នឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនិយាយចឹងគ្រប់គ្នានេះគឺជាខ្វះការអប់រំមែនតែនហើយចម្លែកច្រើនមែនតែនប្រហែល10ឆ្នាំផ្លាយមកនេះខ្ញុំមិនអាចចេញពីស្រុកខ្មែរនឹង10ឆ្នាំអញ្ចឹងឃើញឲ្យតែមានពិធីជួបជុំបុណ្យកឋិនក៏ផឹកចូលឆ្នាំក៏ផឹកជុំបុណ្យក៏ផឹកជួបជុំគ្រួសារក៏ផឹកអាការវការទៅឲ្យអាគួចដៃចងដៃចូលមុខបុណ្យខ្មោចផឹកដែរគាត់ថាយីបើអត់មានអ្នកផឹកមានណាក៏ដោះសពហើយដល់បង្កិតពីរឿងហ្នឹងទៅទៀតឃើញថាអស់ថ្លៃបៀកំដរអ្នកស្លាប់ហ្នឹងវាអស់ច្រើនជាងជួលតាជីដូនជីអញ្ជើញគាត់មកចាំខ្មោចណាប៉ុន្តែគេអត់បានគិតអញ្ចឹងទេគេគិតថាអ្នកអ៊ូអនឹងចាំសពនៅទៅចេះវិញហើយយើងពេលខ្លះហ្នឹងចូលទៅអៀនគាត់តើបើគាត់3តុក4តុកហ្នឹងគាត់ទៅទាំងអស់មើលទៅយើងមើលទៅដូចចង់ខ្លាចហ្មងនៅអៀនគាត់ណាដើរគាត់ថាគុណដាក់មួយទៅអាយ៉ាអ្នកកុំធ្វើអញ្ចឹងហៅគុណមកហ្នឹងវាបាបអីចេះនិយាយញ៉េះរឿងប៉ិតបើរឿងប៉ិតរឿងហ្នឹងថាអៀនគេតាដល់ពេលចូលទៅទេសនានៅក្នុងរោងដល់គេអ្នកផឹកគេផឹកនៅក្រៅណាហើយដល់ចេញអាចូលទៅក៏អៀនអាចចេញមកវិញក៏អៀនមិនដឹងថាអៀនយ៉ាងម៉េចចង់និយាយថាវាដូចមិនគួរដើរចូលទៅណាហ្នឹងហើយជួនកាលគេផ្លែឲ្យអញ្ចេះទៀតហឹមគុណកំទេសរឿងសាផឹកមកវិញផឹកមួយកណា
យ៉ាងទៀតគេថាតែរឿងរបស់គុណផ្សេងរឿងរបស់ខ្ញុំកណាប់សឹងគេបែងចែកណាគេបបួលទុកទៅហើយណាហើយអញ្ចឹងទៅសនុំពោថ្ងៃទិវាបរិស្ថានហ្នឹងឯណេះមកទៅដូចសានបត្តិទូទៅអញ្ចឹងគាត់ណាសុំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទញោមយកផ្សេងប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គអ្នកដឹកនាំផ្នែកខាងអប់រំហ្នឹងជួយកុំឲ្យពិធីមង្គលហ្នឹងវាទៅជាអពមង្គលដោយលោកគ្រូចេញឃ្លីបមុនអញ្ចឹងណាណាមែនតើថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍វាមង្គលហើយដល់យើងនាំគ្នាផឹកលិចថ្លើមយ៉ាងវាមិនងប់ខាន់មង្គលហើយមានខ្លះទៀតថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងកូនកលោះហ្នឹងស្រវឹងខ្លាំងទៅវាយគ្នាឆ្លោះគ្នាជាមួយអ្នកស្រុកស្លាប់អីក៏មានទៅជារបួសធ្ងន់អីក៏មានឡោះហើយមានឃ្លីបវីដេអូខ្មែរមួយហ្នឹងគឺថាថ្ងៃរៀបពីពីហ្នឹងផឹកស្វឹងជូនឪពុកម្ដាយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏វាស្លាប់ទៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិការអីចឹងទៅកើតវិបត្តិសរីអស់មួយជីវិតតាប៉ិតក្រសួងអប់រំនឹងក៏ជួយដែរក៏ប៉ុន្តែតោកប្រជាជនខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យមានការចូលរួមឲ្យច្រើនផងណាណានេះគឺការចូលរួមនឹងកន្លែងអប់រំអញ្ចឹងកាលអានេះនិយាយតាមលោកដែរទេណារឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងទេថានៅកំពង់ចាមលោកចុះទៅអប់រំសិស្សនិយាយពីរឿងផឹករឿងអីណាសិស្សមួយវាលើកជាសំណួរថាតើឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចចុងសប្តាហ៍គ្រូបួលទៅផឹកហើយបើមិនទៅពិន្ទុអត់ល្អអាហ្នឹងគិតម៉េចវិញណែអានេះបើសិនណាជាគាត់ធ្វើចំហអញ្ចឹងយើងធ្វើចំហដែរទៅបើសិនណាជាប្អូននឹងគាត់នឹងវាធ្លាក់ដោយសារតែមិនបានផឹកជាមួយគ្រូហ្នឹងណាព្រោះគ្រូគាត់ដាក់បន្ទុកឲ្យមិនចំហឲ្យយើងធ្លាក់ជាសាធារណៈអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងក៏មានការកែប្រែទៅតស៊ូមតិរវាងយើងដែលជាកូនសិស្សល្អគំរូហ្នឹងគួរតែមានចំណាត់ការទៅខាងនាយកឬថ្នាក់លើពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហើយមានជារបាយការណ៍ច្បាស់លាស់ទៅតស៊ូជាចំហវិញទៅប្រហែលជាត្រូវបានជោគជ័យដោយការកាត់បន្ថយអញ្ចឹងគ្រូដែលបបួលសិស្សផឹកហ្នឹងក៏គាត់នឹងភ័យខ្លាចបាត់បង់ការងារគាត់អស់ការជាយូរដែរហ្នឹងក៏ជាដំណោះស្រាយមួយហើយដំណោះស្រាយមួយទៀតនោះគឺថារឿងហ្នឹងកុំឲ្យកើតឡើងជាដដែលហ្នឹងសូមឲ្យក្រសួងខាងលើចាត់មន្ត្រីទៅអូឌីតនៅវិនិច្ឆ័យណាទៅវិនិច្ឆ័យថាក្នុងសាលារៀនមួយនឹងមានការផឹកស្រាលក់គ្រឿងស្រវឹងមានការជួបជុំអីខុសប្រក្រតីព្រោះបើនៅស្រុកនេះអត់បានទេលោកគ្រូខ្ញុំណាននៅសាលារៀនជួយនៅស៊ីដនីហ្នឹងអូរឿងគ្រឿងស្រវឹងមួយគឺដាច់ខាតហើយកាលណាកុំថាឡើយគ្រឿងស្រវឹងសូម្បីកូនសិស្សហិងគ្រូមើលមុខគ្នាក្នុងនៃតំណតំណងអីស្នេហាចិត្តដិតដិញទូចហ្នឹងក៏គេប្រឹងជាប់គុកងាប់បាត់ទូនាទីការងារហ្នឹងមួយជីវិតលើហ្នឹងអត់បានទេហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាកើតឡើងដោយលោកគ្រូមានធរណីការហ្នឹងក្រសួងត្រូវតែពិនិត្យថាក្នុងសាលាវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យហ្នឹងកុំឲ្យមានគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកឯងផឹកណាផឹកទៅទៅណាទៅទៀតទៅក៏ប៉ុន្តែរឿងនឹងមួយត្រូវតែរឹតបន្តឹងពីព្រោះវាជាជាអតិពលអាក្រក់ហើយក៏ជាគំរូមួយមិនល្អក្នុងសង្គមយើងដែរកណាអវ័យដែលមើលឃើញនឹងវាឆាប់ឆ្លងវិលមករឿងនេះកណានឹកឃើញរឿងមួយកាលព្រះគ្រូយ៉នសេងយាតលោកប្រាប់ខ្ញុំណាណាកាលពីមុនស្រុកយើងមិនមានអាគោដុតមុខផ្ទះប៉ុណ្ណានៃទាំងមូលណាហើយមានជនជាអាមេរិកកាំងមួយគាត់ខកចិត្តគាត់ដើរឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់ចូលទៅណាឡោមហ្នឹងទៅជួបលោកសួរថាតើលោកសងយើងកំពុងធ្វើអីគេខាងប៊ូឌីសហ្នឹងហាមមិនឲ្យសម្លាប់សត្វទេហើយមើលប្រជាជនណែឯងសម្លាប់គោប៉ុណ្ណានៃដាក់មុខផ្ទះអាំងប៉ុណ្ណានៃហើយគិតមិនចង់អាំងឯណាអាំងទៅមិនក៏ដាក់សាធារណៈអញ្ចឹងតើមានបានគិតអត់យើងគាត់និយាយអញ្ចឹងប៉ែនឹងប៉ែត្រូវប៉ែលើណែហ្នឹងហើយដល់គាត់ថាទៀតគាត់ថាគិតបើមិនគិតទេគាត់នាំគ្នាធ្វើបាតកម្មអាហ្នឹងជួនជាតិគេហ្នឹងគាត់ឃើញណាយើងប៊ូឌីយើង
ខទី1របស់ពពុទ្ធគឺអត់ឲ្យស្លាប់ទេហើយមើលជាជនណែឯងសួរថាណែឯងអ្នកបួសអត់មើលទេណែឃើញមួយទៀតអញ្ចឹងឯងបានកាលនឹងមន្ត្រីសង្ឃលើកញាត់ទៅសន្និបាតហ្នឹងហើយសន្និបាតហើយក៏ឃើញថារៀងស្ងាត់ដែរហ្នឹងណាសូមចូលរួមបន្តិចទៀតកាលពី4ឆ្នាំមុន4ឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយនឹងឆ្នាំខ្ញុំណាទៅ2ដង2014 2016ហើយទៅភ្នំអត្តរិទ្ធឡើងនំកល់ព្រះបរមធាតុដែលមានបច្ចេកដីបេះដូងប្រទេសយើងដែលអតីតព្រះមហាក្សត្រកសាងហ្នឹងលោកគ្រូយើងគិតមើលឥឡូវហ្នឹងក៏ដោយណាទៅដល់ហ្នឹងដូចស្លុតហ្មងទៅថាថ្វាយអង្គមបច្ចេកដីព្រះបរមធាតុទីសក្ការៈប្រចាំប្រទេសណាសម្រាប់ទៅដល់នឹងសុំអធិស្ឋានហើយអ្នកដែលលក់ដូរគាត់លក់ដូរគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រូលក់ដូរគ្រប់បែបផ្សិតតគ្រឿងបរិភោគសាច់អាំងមន់ដុតអីអីអីមើលទៅដូចមិនមែនកន្លែងសក្ការៈហុយដល់សួរទៅលោកនៅលោកអ្នកចេះដឹងនៅចិត្តនឹងទៅលោកថាហូស្រុកគេលក់ជាងយើងទៀតស្រុកណាហើយដល់សួរថាស្រុកណាស្រុកណាដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចយើងដល់ខ្ញុំកណាសួរថានិយាយខ្ញុំត្រូវទេខ្ញុំត្រូវតែហ្មងដើរអស់ហើយហ្នឹងហើយចំអ្នកដើរខ្ញុំណាទៅភូមិមាសទៅថៃទៅអីដូចមិនអញ្ចឹងទេសូម្បីប្រទេសឥណ្ឌាដែលមិនមែនប្រទេសពុទ្ធសាសនាច្រើនហ្នឹងណាអូរឿងសម្លាប់សត្វអីលក់ដូរអីស្រាស្រុកអីគ្មានទេគ្មានទេកណាបូជាអត់បានគឺសេះពីរឿងកន្លែងសក្ការៈបូជាហើយយើងងាកមកអាសម្រាមវាសម្រាមណាដល់តែពេលរឿងមិនទំនាស់ទៅលើអ្នកបកអជីវកម្មទេប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់រឿងដីម្ដងកណាទៅដល់ទីកន្លែងសក្ការៈហ្នឹងហើយនៅជុំវិញជើងភ្នំហ្នឹងកាំងកើតឈៀងខាងត្បូងហ្នឹងច្រើនមែនទែនដែលគួរឲ្យខ្លាចយើងមើលទៅវាបង្ហាញទៅដល់ថ្ងៃវិសាខបូជាមគ្គបូជាហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងលែងនិយាយយើងនិយាយពីរឿងអ្នកលក់ដូរអាសត្វសម្លាប់សត្វអាំងដុតចង្អេងចង្អាងពេញនោះអូខ្ញុំកណាគិតថារឿងនេះជារឿងដូចគុណលើកមិញពីរឿងគោដុតមុខផ្ទះអញ្ចឹងណាហើយទីសក្ការៈវត្តអារាមមិនគួរឲ្យមានការលក់ដូរបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងពិសេសសក្យមនីចេតីភ្នំអត្រិសហ្នឹងពុតបោយស័តញោមញិតបើមិនជឿទៅមើលម្ដងទៀតទៅឥឡូវហ្នឹងក៏មិនតាន់អស់ដែរហ្នឹងហើយនៅពេញនងហ្មងហើយមិនមែនយើងទៅដល់នឹកស្មានថាទីសក្ការៈរបស់ប្រទេសយើងវាទៅជាកន្លែងផ្សារលក់ដូរគ្រឿងឧបភោគបរិភោគអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាពិបាកបន្ទោសដែរឡើយហ្នឹងណាបើយើងគិតមើលទៅដោយសារទីផ្សារហ្នឹងវាកើតមុនចេតដីកើតចេតពីមុនដូចមិនអញ្ចឹងពេកទេណាប់ចេតដីទៅនៅក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវវាខ្លាំងជាងមុនខ្លាំងជាងមុនអូមិនចឹងទេទៅនិយាយអីកណ្ដាលឡើងទៅឃើញប៉ូលីសអ្នកយាមវៃបៀនៅហ្នឹងហ្នឹងនៅក្បែរចេតដីហ្នឹងនឹងគិតថាម៉េចវៃបៀវៃបៀអាលេងលបែងបៀមិនបៀគាត់អបសុកគាត់អបសុកគាត់អាទឹកថ្នោតហ្នឹងក៏បន្តយមកតយទៅហើយបើប៉ូលីសធ្វើចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងប៉ូលីសកណ្ដាលឃើញទេណាប៉ូលីសផ្សេងទៀតមិនចឹងក៏ថាណាប៉ុន្តែបងគ្រូធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងដែរឬបើតាមមើលទៅខ្ញុំមិនណាចូលទៅវិសាខបូជាព្រោះខានចូលរួមបុណ្យធំៗនៅស្រុកខ្មែរយើងយូរ2016ហ្នឹងចូលទៅថ្ងៃវិសាខបូជាហ្នឹងណាតែទៅថ្វាយអង្គមបច្ចេកដីហ្នឹងមែនខ្ញុំការលក់ដូរវាមាន license មានអី permit អីចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យវាដូចជាធ្វើតំណឹងអីតំណឹងរញ៉េរញ៉ាទៅសัตว์សម្រាប់តំណឹងធ្វើបុណ្យតំណឹងវាមិនសមគួរថាជាតំបន់ពុទ្ធសាសនាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាអានឹងយើងគួរតែមានរបៀបណាដតីទៅគួរកុំឲ្យវាបង្ហាញសាធារណជនឬក៏មិនហើយភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិទៅឃើញមិនដឹងថាគេគិតយ៉ាងម៉េចប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងសូមឲ្យពិនិត្យមើលរឿងនឹងផងណាអរគុណHi. That's okay. អាយយល់ទៅកោបមានអ្នកមកលេងហើយមានអីអឺនេះយើងគ្រាន់តែជាការចែករំលែកទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយ៉ាងម៉េចនោះមានតែស្រ័យទៅលើប្រមុខ
nạ đặng nom để lô co chia Phật tử sa sanh đất đá nè ai thà chun ca lô vô lpe kịch đo ti bậc sam bàn ao yộc bal krup trung tru chẳng tới chun ca cọt lô vô đường thông thông đó nè ai đường chân chân cọt đời tha bởi vì rụng luôn đời bàn kịch ấy chẳng tới ta chân chỉ chun dân cơ dân chui như vậy khnhiệt tới thầy lô cọt bàn lư bạch chê bạch bạch trao ấy thì phần đường chê đường bạch trao còn thầy dân rụng lực tới nâng như vậy khnhiệt miền rừng ấy phua sọc nấy co chẳng này có chỉ chun cái miền rừng ấy cái rì cả cái bạp cái bạch tới chê tới bạch trao ấy thì nâng dân vào bạch thua mua thì dân khăn ấy chê bạch bạch trao ấy thì cứ thay dân nông khánh dây cho ra tới bầm non dân dân cứ thật phương mạch lọ hay khăn nông cọp khăn để ai thuê cao và rừng khá hình dây tôi việc bê chứ tôi priệp thiệp nọ bà tê kê nọ bà tê kê vì ác chăng ói đôi bà tê kê tê cứ thuê ấy để dân ai thuê cao và dân với miền Phật Sát Sá Sá bây giờ dân vô thô nâng vô màu ăn uống phong tới ai tha dân miền sịch dân miền đặc biệt luôn nấu chỉ sọc khóc bị kề tiệt đối xong này ở lối dân dây pi ca áp về đây áp về vật này xong về đây nâng chế bập còn tới bên này dây pi develop lâu chật cứ nằm miền cầm rạch nằm miền cầm rạch dân bản thân thì dân riệp chom ta ca luôn nấu ban sùn tới hay vô thô mà bạn để bắt không biết tên là toàn này hãy đang vậy để đôi chị thò mà chết ấy nâng này sọc lý dân thơ anh thà bà để than thò mà chết là ôm em bàn tay đời xa ca riêng trong bọn mình nô huê đời bọn cựu lực bị là bọt mấy tu ở xa bà đưa có xây được mấy dân màu trời xịt up install cảm thi chẳng á mềm bởi bảo vệ nó về trời sạch màu chìa lụm nạp giang ná bờ dân mơ sọc lý không cần đã mơ chung mình thức thì chẳng ca chân này bật đất lại ai thưa là việc thom chuyện miền ấy bên tai cả chân này bên đất nó sập khán này hay chấm nói khá với admin là o trên sập khmai thế nhưng nơi tầm miền mô tầm nạp phía mỗi đại thom chuyện sập khmai dương lõ nè nhận nhau bóng phôn bộ bòi sạt được ngó dương miền đôi tràn sập nên nơi cả đá sao việc sạch nè nè cái này đôi chân ấy bây dương tầm mưa sập dương bờ riêng rồi biếp này ca luôn nơi dương châu luôn tầng ọc nia bị bà để than bị ca vô đăng đùm lại này bà để than hay riêng chom ca luôn nơi nâng nhưng mà thầm chưa thà mình chanh bà tê kê thì dương cũng thiếp ai đùm lại kì khu vệ bị bố mẹn tên xâm bắt thò mà chết bò dương để miên bị đôn ta hay bị thò mà chết đem nói phò mà cứ dương đầy bà em đây em tập em nó sập mai dương nó dương là thà chú ai cỡ đâu đấy đường 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 chẳng đường đường cái nào chỉ cá bớt dương dương có thể đua score nơi ẩm nói tiền bọc mai dương tập đây mai dương này chẳng xong nhà clip này chỉ châu rúm xem ra chui đò sừng cung mai dương này nâng hai dương chập đam cài prai bị khôn dương mà nè sung cung thông mùi tơ mình bán tơ bị khôn dương nơi cái lại đa nơi phunum thousand step được xem nè thọp từ hạt bàn đó ăn miếng thung xem ra mấy cái lại nè từ đó cái đã tập lại mùi cái thà take your rubbish home đã tập bán đang thà xong vô xem ra tụt tiền nhẹ bình chẳng vô ấy một phật vô tẩu vô tật sọt miên mà hộp cái chọc ấy hộp hơi bị xa hết vịt chọc vô tụt đã thung xem ra tụt tiền bình tử vô tụt đã chúng dân mình tham ăn ai phước bán này từ vọt ở lâu dân tha còn lại ti sạc đã bôi chìa vừa ăn miên thông sờ làm nâng ăn miên có ăn tàu lần từ bốn á bây giờ kịch thả bò sầm mềm tới việc bà mến đúng không hay mến che bầm phây thế dân kịch tàu tam thố trên máu bà mền ưu ti hò ăn giờ trên chưa thố mền giờ bầm phây thế còn lại nâng clean sạch cái mơ tới kia ri ri cái sờ bài chật hay đó về dân bỏ tới về tới chia cả lại mình sẽ ăn mình ôi áp hiệp mình sẽ ăn được kê hay là chia tận này ôi mình sẽ ăn được kê về chia cột sò dễ biết về chia ạ cột sò ấy dân kinh tế dân thực thực bón pa năng ấy bắp cứ áp bị ớt sát bị chật dân tới nè về ớt sát đấy chứ bất kể bỏ cục này dân mình nè cũng bỏ đặt nòng khuôn dân mùi hay mình nè tăng chất commitment khuôn ai mình nè thôi bán mối tiết bậc hơn cái bắt dân tờ rớ nâng à dân tờ rớ máu bắt sẽ đây kia đây bắt sẽ đây thế nâng khơi bắt rớ mỏng rớ nâng cứ bền này nâng ạ nâng khơi nhau mà nè quạt từ chụp bón từ chụp bón quạt luôn ai nâng nấu chít à sưng mùi nâng quạt
พิซซ่ากรอบสกอร์สกอร์กรอบกระซูอ่ะให้สบอกจอบเวียนนั่งเวียตู้กดมูลงตู้จังอ่ะก็รถทงสำรามอัดเคยไอ้ดาวไฮกดมือเลยมือกาดมือเนี่ยมือโนยนะดาวเปลมือแหงสกัดมันนึ่งติ๊กก็เธอเลียงได้ปนันเอาจิตก้อนเมียนเหมือนเนี้ยนโชว์มือกอดหดเปะเอาปลาสีลองสะอาดดังทากิเธอกายนั่นนะก็เอาจิตหนังเกี่ยวท้ายนับไปก็เลียงได้ก็ไปเลี้ยงอย่าไปเติมตามตึกเต๋อคือเวียนได้เติมตามตึกตู้มวยเลยมันเนี้ยนั่งตามตัวเรือหันนั่งตามอะไรอันนั่งอยู่เต๋อก็ทำดูคือไว้ก็บาลมาปะเท้ายังจังมันอ่ะเรื่องยังกลมเจขณีกลมปะโตขณีเนี่ยอาจเพื่อออยมือนั่งสำคัญนะนั่งตรึกได้ละอ๋อนั่งกรอนได้ชี้จุดจับดาวมวยแต่ตึงเวอร์ตึบเมนอติโพลคลางเมนเตนในไปขณะทรวงประสมรามตีสาเทียนในคิดบอกปลุกแล้วดาวเธอไปคละเนี่ยคละเกิดฟิลลิ่งท่าเท่าเตี้ยเธอเรื่องบอสมาร์โกรจึงตามปัดบังรินเอาเนี่ยได้บอกนั่งยุลให้ไปคลำใบยัยได้โดยเจี๊ยบสมาร์ดได้นะนั่นไงนี่คือการจับตาหมวยหลอดปนะบางยังเธอติดเป๊กมันนึกอัตตันมีอารมณ์ขมาให้ยังเนี่ยขมักกีเวงยังเนี่ยเรื่องยังขมักกีนั่นไงตายบ่อยยังน้องเนี่ยพูดจานล้างจานล้างอ้อยมันนู่ได้จูจัดสะอาดนั่งอ้อยจานล้างเนี่ยได้บ่อนั่งขมักยังเวงไงปนหงายเป็นบ่อเตโตเรือได้แต่สำรามนกบังโกวอดนกปงสาวไอ้ขมักอตอนมีร้องขมักให้เคยเป็นบอลมวยนักกัมกอเกาหลีนักตึ้งขมักนักเกาหลีนักจอกมารือบอลอมตุกนั่นไงก็เป็นไอ้เคยนกปงสาวไอ้เคยจุนจีดโดยจะมาได้กลางจังดาวเรือเป็นขมายนอสายถึงดังอันนั้นอ๋อจ้าแมนอ๋อจ้าอ๋อจ้าทองมุกครับนี่ต้องกบูลมันก็กบูลไว้เยอะดังเลยยังนอสายก็นั่นไงบุ๋มเย็นจัดติดตัวเรือมวยก็อันนั้นรุ่ยคลัวนะนั่นเคยเกดาวเรือจังนั้นตัวโจรวมเรืออันนั้นกูซ้อมติดให้นอสายก็ยังไปรึงคลัวนะมาไปยังไงตัวรึงคลัวมั้งเคยเกดนั่งจังบันทาปีครูนเยื่อจังบันทาจีจงกราวนี่สนมโปปีตามวัดมาเวงนั่งให้เยื่อจังสนมโปอังมณีรัดพองประหยัดกันนายกันนายเยื่อในนูสุพรามจกนั่งไงคือเธอสะอาดปีวัดเตมุนได้วัดนั่งเบียนตูนตีกลุ่มกึศแต่เรื่องไรไรลอยไปนั่งไงชิมนาเธอบอลเมียนไปคลาสุพรามเมียนคลาปันตายเบียติมนต์นังเตสนะเพียบกอดทงสมัยนาตีนี่ตีนี่เพียบกอดจังมองบ่ดอบเมียนกลายตกได้ปรับกอดผู้วิอัดได้เมียนนาปรับเตะจังมันหรือนั่งวิอัดเราตะเป็นเยอะคันนี้เราตะด่าตื่นคันนี้โดยเยอะขังดาวจังทำมนุษย์ดอกจราเมียนดีไซจีสาแวะเมียนดีทันเมียนดีไซได้เราคิดดักนอมมันงี้เมียนนาดักนอมเกเตะมุ้ยเตะเนี่ยดักนอมเกนักเคยมวยในสกอตแลนด์นั่นก็ท่าอันเมนเนี่ยบ่มร้าวนะทั่วไอ้แตงเนี่ยเมาเนี่ยเซตโดยพิวเตจอร์ดูคิมกันนะจังกันนะโจ้ตัวยังตัวทั่วกาเงียคละน้องปาริธานั่งโคลนไอสบายไอ้เกณฑ์นั่นก็เกย์รอนบ่อนเฉยไอ้ปัจจัยเมนเปคละเงียดโยมได้เมาบ่อนน้องปิธีนั่งกันนั่งไงดาวเปลจอบพิธีแต่สมรามเป็นนายเปียเปียกาหนุ่มทงเอ็นนายแต่งตามนั้นโลกเนี่ยเธอเด้อเป็นนั้นตัวใบท่าจากอติกาดูก็ทลอบจีใส่มหาทอมกับถักก็เธอสมรามได้เนี่ยเรื่องหนึ่งมุ้ยเมนท่าในสกอสลีนั้นละอ้อจึงสกมาประมาณนั้นน้องหยุดหน่อยคลาสนะตัวเมียหลายนั้นเธอละอ้อยหลายคลาสเมื่อแต่ให้บ่มันสำอางไปยกหายจังขณะปรักหลังเวรเย่เรียใหญ่มันสะอาดคางคงโซลเกี่ยมเอาน่ะนั่งจังจังเย็นยงยังไม่ตาน่ะเวนเออตุ่มหลบจังแต่คางอะไรเยอะน่ะได้จุ่มขณีไอเราจุ่มขณีไออยู่อ่ะตุ่มหลบจังอยู่มาปราน่ะน่ะโดนตอนอ่ะเลยน่ะตอนอ่ะแต่บ่ตัวโจลมวยเก้อัดอะไรอัดอะไรน่ะเลือกอุติหอมวยในวอลเลนตันขณะตัวนิวซีแลนด์นะโลกสมอยสังเกตมาวัดว่าผมสังเกตซ้อนนะ
ប៉ុន្តែគាត់ពេលគាត់ទៅជួវត្តគេដែលគេដឹកនាំពួកវត្តបរទេសវត្តស្អីស្អីហ្នឹងគាត់ស្ងាត់ស្ងាត់អត់មកទេដល់ពេលវត្តមកវត្តខ្មែរឯងលោឡាទៀតដូច freedom យោតំឡប់ចាស់នឹងចូលមកប្រើកន្លែងយើងអត់ច្បាស់ហ្នឹងហើយហើយលោកក៏និយាយលោកថាហើយញោមឯងអាត្មាឃើញទៅវត្តគេអត់មានមាត់សោះមកហើយមកវត្តយើងមិនក៏ឲ្យស្ងាត់មិនស្ងាត់ក៏ថាបានស្អីមាត់បើសោះគេហើយមកជួបគ្នាឯងមកអោយនិយាយមិនឃើញទេវាយកអាតំឡប់ចាស់ហ្នឹងមកទី1យើងវាអត់ឲ្យតម្លៃគ្នាឯងឯងអានឹងមួយខ្មែរយើងពិបាកកន្លែងហ្នឹងឲ្យតែថាខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងវាដូចមិនខ្មិចទេណាចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹងវាអាចមានប៉ុន្តែអាការឲ្យតម្លៃការតម្លៃនៅមានកម្រិតឧទាហរណ៍ដូចយើងកាលនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងឲ្យតែលឺថាអ្នកមកវិបរទេសក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនតន់ដឹងថាកម្រិតគេយ៉ាងណាគឺតែឲ្យឈ្មោះថាមកវិបរទេសហ្នឹងគឺដូចរៀងហំហ្មងមែនទេហ្នឹងដូចជាគ្រូបរៀនអីចឹងខ្ញុំមិនណាជួបគ្រូបរទេសគាត់លើករឿងហ្នឹងដែរគាត់សិក្សាពីផ្លូវចិត្តរបស់ខ្មែរយើងណាគាត់ថាណែគាត់ស្គាល់គ្រូខ្មែរខ្លះខ្លាំងណាគាត់ស្គាល់កម្រិតគាត់ថាគាត់ធ្វើការមួយគ្នាគ្រូខ្មែរខ្លះខ្លាំងគាត់ណាប៉ុន្តែកូនសិស្សខ្មែរយើងអត់ឲ្យតម្លៃទេភាសាបរទេសអីក៏ដោយខ្លាំងខ្លះគាត់ទៅរៀនអីដល់ពេលអាបរទេសណាមកគាត់ណាដាច់យ៉ៃទេសចរដាច់យ៉ៃឲ្យទៅឈ្មោះថាបរទេសមកបរៀនអត់ទាំងចេះស្អីផងហ្នឹងគឺហ្នឹងចុះឯងប៉ុន្តែបើយើងទៅចូលមួយគេតាមគេបានដែរស្ងាត់ដែរតាទៅវត្តគេទៅអីអានឹងមកពីរៀងខ្លាចគេផងរៀងឲ្យតម្លៃគេបន្តិចផងអញ្ចឹងបានស្ងាត់ដល់គ្នាឯងហ្នឹងនិយាយអត់ស្ដាប់គ្នាហ្នឹងហើយអានឹងប៉ុណ្្នឹងឯងការពិតវានៅតែជាការពិតយើងដូចជាអត់មានអីនិយាយទៀតទេណាយប់ហើយអានឹងផ្ដាំចុងក្រោយថាទៅពីតាមវត្តទៅប៉ុនហ្នឹងយើងអ្នកកាន់មេក្រូប្រកាសបន្តិចទៅរឿងអនាម័យរឿងទុកដាក់សំរាមហើយវត្តគួរមានធុងសំរាមឯធុងសំរាមយើងមិនអាចទិញស្អីបានអាស្អះអាធុងកស៊ូនោះអាធុងដែកធំកស៊ូហ្នឹងឲ្យយើងដាក់ប្រុងចេះទៅហើយខ្ញុំណែវៃតែឈើ4ជ្រុងចេះទៅពាក់ថងចេះទៅបានធុងសំរាមហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅអឺវាកាត់បថយដែរនៅតែមានខ្លះពីព្រោះមនុស្សមកពីច្រើនមកចឋានណាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងផ្ដើមម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចទៅយើងឈប់អង្គុយបន្ទោសគ្នាណាមានតែអង្គុយប្រាប់ហើយនឹងធ្វើហ្នឹងយើងប្រើពាក្យថាប្រាប់ផ្ដល់យោបល់ប្រាប់កុំបន្ទោសកុំជេរគ្មានណាសប្បាយចិត្តនឹងពាក្យជេរទេហ្នឹងហើយមុនក៏ចប់ទៅតិចដែរហើយអរគុណណាអរគុណបងគ្រូញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកណ្ដាគ្រប់អង្គជាការចូលរួមចែកលែកហើយលើកលោកខ្វះខាតសូមអធិស្ឋានពីឧទានរំលឹកគុណឈ្មោះ Dabson Park សូមប្រគិនពរប្រគិនបុណ្យសពសារការហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នាពេលក្រោយពីនតិបរិធាននិងចំណេះដឹងទូទៅអរគុណថ្វាយបង្គំនេះចំណានពលាព្រះយេស័យ